Sáng nay, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng sau khi trở thành di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi là địa chỉ đỏ để tưởng nhớ, tri ân vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng, văn hóa của quê hương cho các thế hệ người dân Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An tiếp tục phát huy, giữ gìn và bảo vệ an toàn cho khu di tích, đồng thời đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý có chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc di tích quốc gia đặc biệt này. Hiện nay, mỗi năm khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, một trong bốn khu di tích đặc biệt quan trọng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón tiếp khoảng 2 triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu lưu niệm. Dâng hoa, dâng hương cụ Nguyễn Sinh Nhậm, ông nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và cụ Nguyễn Sinh Sắc, cụ Hoàng Thị Loan, thân phụ thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.